câu ở thành phố San Mateo, California, và chúng mình sẽ để địa chỉ ở bên dưới cho bạn nào muốn đi câu ở chỗ đấy. Ok. Chừng 3 phút thì sẽ có cá. Okay, các bạn ơi, tụi mình hôm nay sẽ xài mồi mực để câu cá mập và cá đuối. Đây. Lấy luôn một con rồi hả? Ừ. Sao? Ủa. Không sao. Mấy cá đi tham ăn. Ừ, vì nghệ thuật. Nói chung là mình cực đại. Ừ. Cần cột hay không? Chị không?
Được chưa? Có chứ. GoPro của mình không nó làm sao mà nó không có bật được. Con cái đứa thứ hai đây các bạn ơi. Ok, mình sẽ thả cái tầng này lại xuống. Con cá mập các bạn ơi, mà nó nhỏ quá. Con cá này thì sao mà ăn đây các bạn. Oh my god. Kèm mỗi kèm với tao. Ừ. Ờ lấy kèm.
mập to quá. Con cá này bao nhiêu feet mới được lấy vậy? 3 feet mới được lấy. Bây giờ mình thả xuống lại quá. Đúng. Hôm nay hai đứa mình câu được 2 con cá đuối.